Đúng là thời buổi bây giờ thì không nên giao phó sự an toàn của mình vào tay người khác. Bởi vậy mới nói là chỉ có tự mình làm thì an tâm thôi, chứ đi ăn bên ngoài là cũng hên xui lắm. Thôi thì mấy bà vô đây tôi chỉ cho cách làm pate siêu ngon mà dễ làm cho cả nhà ăn sáng nhá. Đặc biệt là bà nào cũng mê bánh mì chảo thì chỉ cần xem hết clip này tôi đảm bảo sẽ làm được ngon như ngoài quán. Mà xong bánh mì chưa nhỉ? Hết bánh mì rồi, còn mỗi chảo. Tim mê bánh mì chảo mấy ngày hôm nay cứ phải gọi là mất ăn mất ngủ luôn. Với một đứa mà tuần phải đi ăn bánh mì chảo hai lần như tôi là xem xong tim đấy không khác gì xét đánh ngang tai. Đành phải dặn lòng là từ nay hứa sẽ nấu ăn ở nhà chăm chỉ hơn cho khỏe. Chia dăm ba cái bánh mì chảo với cả tự làm pate thì có gì đâu mà khó. Mấy bà cứ chuẩn bị một ổ bánh mì rồi ngâm trước với sữa tươi cho tôi. Gan thì mình cũng ngâm với sữa tươi trước đấy một tiếng để khử bớt mùi tanh. Sau đó thì mình sẽ phải rửa thật sạch lại với nước. Mình dùng bơ để xào nguyên liệu thì lát nữa pate của mình sẽ cực kỳ thơm luôn. Mấy bà cứ phi thơm hành tím, hành tây với cả tỏi băm lên. Sau đó cho gan vào và mình chỉ cần xào sơ là được. Lát nữa hấp pate thì kiểu gì cũng chín hết thôi. Nhưng nếu mấy bà mà xào gan kỹ quá thì pate của mình sẽ rất là khô. Xào gan xong thì mình sẽ để qua một bên và đi xào tiếp nốt cái phần thịt băm nữa nhá. Mình cũng sẽ chọn cái phần thịt băm có cả nạc cả mỡ thì lát pate của mình mới được ngon. Thấy nhiều công thức là mọi người không cho hành tây nhưng tôi thấy thêm vào nó ngọt hơn hẳn luôn ý. Xong xuôi rồi thì mình sẽ cho hết thịt gan rồi bánh mì vào cối và xay nhuyễn nữa thôi. Nếu mà cối xay nhà mấy bà nhỏ quá thì có thể xay nhiều lần cũng ok la. Lúc này thì mấy bà cứ xay kỹ hoặc xay rối tùy sở thích gia đình là được. Pate thì cứ phải ăn đậm đà một chút thì nó mới ngon. Đặc biệt là mấy bà phải cho thật nhiều tiêu xay để pate của mình được thơm hơn nhé. Để pate của mình được ngon và lát nữa hấp xong không bị khô thì mấy bà bắt buộc phải chuẩn bị cho tôi thêm một ít mỡ heo như này. Yên tâm là lát nữa hấp xong sẽ không bao giờ bị ngấy đâu nên mấy bà đừng có sợ. Mình sẽ lót một vài miếng mỡ ở đáy khuôn rồi mới đổ pate lên. Với cái lượng công thức như trên thì tôi làm được hẳn 2 khuôn đầy luôn nhé. Bây giờ thì chỉ cần bọc lại và mang đi hấp khoảng 1-2 tiếng nữa là xong rồi nè. Pate xong rồi đây. Hai đứa thích ăn gì nào? Bánh mì chảo. Nói chung là có pate rồi thì bánh mì chảo cứ phải gọi là quá dễ với tôi. Đùa chứ tôi thấy cái hộp pate mình làm xong nó còn thơm mà ngon hơn ngoài quán luôn ý. Mấy bà làm thêm cho tôi hũ nước sốt này nữa thì ăn bánh mì chảo lúc nào mà chẳng được. Công thức thì tôi ghi hết như trên màn hình. Mình làm mỗi lần nhiều nhiều một chút để tụi lại ăn dần cho tiện. Mấy bà làm thử ăn ngon quá khéo lại có ý định mở nhà hàng chứ. Xúc xích với trứng thì mình sẽ cho vào chảo để chiên trước. Đến khi chín rồi thì mình thêm pate với nước sốt vào nữa là ok la. Mấy bà nhìn cái quả bánh mì chảo tôi làm đã chất lượng chưa? Pate thì mềm thơm mà ăn cùng với nước sốt chua ngọt đậm đà ta nói ngon nhất cái nách. Kể ra tự làm ở nhà mà sạch sẽ ngon nghẻ như này tội gì phải đi mua nhỉ? Chấn động mọi người ơi, làm bánh mì chảo chưa đầy 5 phút. Lưu ngay công thức của tôi về làm cho người yêu ăn nhá. Đảm bảo thành công ngay từ lần đầu tiên. Sự bóng đá Chelsea đã sang trang với kỳ tích của Maroc. Chúng ta đã thấy giọt nước mắt của Ronaldo. Những gì mà chúng ta anh Bảy về rồi. Ôi giời, sao nửa đêm rồi không ăn bánh mì vậy cô? Chứ còn gì ăn đâu, ta bánh mì. Bánh mì à? Đưa chị mượn. Đấy khổ thế chứ đi. Thấy thằng em không về được bờ nhìn cũng thương cơ. Ngồi xem đá bóng mà có mỗi nửa cái bánh mì. Thôi được rồi, hôm nay sẽ trổ tài vào bếp làm cho em nó cái món bánh mì chảo. Chưa ăn uống kiểu này qua kỳ World Cup chắc tụt 10 cân. Món này thì cũng dễ lắm. Làm chưa tới 5 phút mà còn đầy đủ dinh dưỡng luôn. Mấy bà chỉ cần chuẩn bị cho tôi vài quả cà chua. Luộc sơ lên xong là bóc vỏ ra. Nhớ chọn mấy quả chín chín nhá. Chứ xay thì nước sốt không ngon đâu. Tiếp theo là cà chua sẽ thái nhỏ và mang đi xay nhuyễn nhá. Nhà bà nào mà không có máy xay thì chỉ cần thái nhỏ rồi cho lên bếp xào mềm ra là được nhá. Còn có máy xay thì sẽ ok hơn. Nước sốt nó sẽ nhỏ và mịn ấy. Xay xong rồi thì chỉ cần bắt cái bếp lên. Phi thơm hành rồi đổ cái nước sốt cà chua lúc nãy vào nhá. Nước sốt này thì làm dễ lắm, còn quan trọng là cái gia vị kìa. Hôm nay mình sẽ bật mí cho mọi người công thức gia vị để cho vào nước sốt mà ngon hơn cả ngoài hàng luôn. Mấy bà lưu về làm thành công thì nhớ tag tôi nha. Cái công thức này khéo mọi người áp dụng để mở cửa hàng bán bánh mì chảo cũng ok la luôn đấy. Xong phần nước sốt là đã hoàn thành xong 80% cái món này rồi. Tiếp theo đến phần nhân thì nhà có gì cho đấy nhá. Xúc xích với trứng thì nhà ai cũng có rồi. Mà hôm nay mới quất được mấy hộp pate cột đèn nổi tiếng nhất Hải Phòng. Cho vào cái món này là 10 điểm. Bình thường không bao giờ mình ăn pate luôn á. Nhưng mà từ hồi ăn cái pate này giờ thành nghiện luôn. Sáng sáng ăn với bánh mì không cũng rất là ok la đấy. Pate này rất hợp khẩu vị của mình mà nhìn không có tí mỡ nào luôn. Tôi để link ở đây cho mấy bà ăn thử nhá. Pate này là có thể ăn liền luôn rồi. Nhưng mà hôm nay là bánh mì chảo nên là cho vào trên cùng cho thơm nhá. Bình thường ngoài quán là có cả khoai tây nữa. Nên là thôi nhà ai có thì cho luôn vào nhá. Cuối cùng thì chỉ cần dưới cái nước sốt thần thánh kia lên. Thấy chưa, tôi bảo món này dễ lắm mà không tin. Chưa tới 5 phút là có một suất bánh mì chảo đầy hũ như này rồi. Đây ăn uống là cứ phải đầy đủ dinh dưỡng như này thì mới có sức mà xem đá bóng nhá. Đâu rồi. Thôi kệ, ăn trước vậy. Mấy bà thấy chưa, thành phẩm hôm nay quá là mỹ mãn luôn. Cũng định quay đồ ăn sâu đi cho mọi người xem đấy. Mà mọi người tha thứ cho cái sự vụng về này của tôi nhá. Nói chung là chỉ vụng một tí thôi, nhưng mà nấu ăn ngon là vẫn tạm chấp nhận được. Quét miếng pate lên và thưởng thức thôi. Tôi làm thành công ngay từ lần đầu tiên đấy. Mấy bà cứ mạnh dạn mà làm đi. Ăn trước vậy. Ăn chả quý tộc gì đây này. Nhưng mà bọn mình ăn ít ít thôi nhá. Để tí đồng hoàng nó về nó còn xem World Cup ấy. Chứ ăn nó nói thế ai mà dám ăn. Ok. Ông là chị ăn trộm cái khăn sữa của Mon lúc nào vậy? Hai nước sốt vào quá nhiều ấy. Hai đứa ăn gì đấy? Ăn ít thôi nhá. Thôi còn một miếng để ăn ngoài. Chị làm gì mà thơm thế? Hết rồi. Hết thật rồi. Hết rồi. Cái đĩa bánh mì nướng muối ớt này tôi làm chưa tới 10 cành thì tại sao phải đi ăn ngoài quán làm gì cho mất công nhỉ? Lưu cái công thức này về để làm ngay một đĩa bánh mì nướng muối ớt giòn rút mà không thua gì ngoài quán luôn nhá. Nguyên một tuần trời tôi không ra video chỉ vì một cái lý do lại bánh mì. Đấy, không biết con bạn tôi đang phải lòng anh bán bánh mì nào mà cả tuần nó dốc bánh mì về ngán không ăn nổi. Đã thế lại đúng cái đợt cái bài gì mà con trai bà bán bánh mì đang hot nữa chứ. Cứ cái đà này chắc tôi phải ăn bánh mì dài dài rồi đây. Nhưng mà thôi, kể gì cái tính con bạn mình mà cà rốt ai thì cũng chỉ vài tuần là hết. Mình phải tận dụng cái thời gian ăn bánh mì miễn phí này để làm ra mấy món bánh mì hay hay. Chứ mấy nữa mà nó cà rốt anh nào bán tôm hùm thì làm gì
mình có bánh mì cho má sẵn tiện ăn bánh mì không cũng chán lắm rồi. Đột nhiên nhớ ra cái món bánh mì nướng muối ớt gần cổng trường mà ngày xưa hay đi học hay ăn, xong phải lùng sục xem công thức nào mới là chuẩn. Thì cuối cùng cũng ra được một cái công thức mà hương vị nó chẳng thua kém gì mấy cái quán mà mình hay ăn. Tuy nhiên là tôi ăn cũng hơi mặn đấy. Đây là cũng cho hơi nhiều muối tô. Mấy bà ăn nhạt hơn thì dùng nửa muỗng so với công thức thôi nhá. À bánh mì thì mấy bà nhớ cán vừa thôi nhá. Chứ lại cứ dùng hết cái sức bình sinh mà cán thì nó dẹp nếp còn gì để mà ăn nữa. Nấu sốt xong thì mấy bà phết đều lên hai mặt bánh để cho cả hai mặt được áo đều gia vị. Cái lượng sốt này thì mình dùng ở trong khoảng 4 đến 5 bánh. Nên là mấy bà đừng có tham mà quét nhiều kẻo mặn không ăn nổi luôn đấy. Mới chỉ quét cái phần sốt lên mà màu nó đã rất là đẹp rồi. Nhưng mà quan trọng là phải nướng bánh mì lên để cho bánh mì giòn và cái phần sốt nó khô lại. Đúng là tuyệt vời. Bà nào mà không có nồi trên không dầu thì cứ cho lên chảo áp chảo đều hai mặt bánh như mình cũng ok la nhá. Đấy khổ lắm. Cái đồ gì nhà mình nó cũng phải làm việc hết công suất. Nên là đến cái thìa nhìn nó cũng hơi tã. À mà có một lưu ý quan trọng đây này. Áp chảo kiểu này thì mấy bà phải để thật nhỏ lửa. Xong là cũng phải kiểm tra hai mặt bánh liên tục nhá. Vì cái sốt này có đường nên là rất dễ bị cháy. Sơ hở cái là cháy đen xì không ăn nổi luôn. Mỗi mặt mình sẽ áp chảo tầm 2-3 phút. Tính ra là món này làm đơn giản đấy chứ. Chưa đầy 5 phút là xong rồi này. Giờ thì mình sẽ cắt nhỏ cái phần bánh mì vừa nướng ra nhá. Bà nào mà thích ăn to nói lớn thì để cả cái ăn cũng được. Cái món này là không thể thiếu mỡ hành. Đây là phải tranh thủ làm luôn một bát. Đấy tôi nói rồi, cái món này kinh tế cực kỳ. 4 ổ bánh mì có 10 cành. Làm cái đĩa này hết có 2 ổ thôi. Xong xuôi thì mình sẽ đi trang trí những cái phần topping cho bánh. Cái này thì nhà ai có gì thì dùng lấy thôi. Giàu thì ăn giàu mà nghèo thì ăn nghèo đó. Cho tất tần tật vào là ngon hết. Cứ nhớ là cuối cùng thì dưới mỡ hành lên, sau là thêm tí tương ớt, tương cà và mayonnaise. Đấy đĩa này ra quán mà không 30-40 thì hơi phí. Lâu lâu làm clip hướng dẫn mấy bà làm mấy cái món siêu tiết kiệm mà nhìn cũng đầy đủ topping, đầy đủ dinh dưỡng phết đấy. Nghe mùi bánh mì nướng thì có vẻ thơm thơm, nhưng mà cứ phải ăn cái đã. Chứ khúc này mà ăn không ngon thì tôi cũng không dám up clip luôn á. Đấy bánh mì nướng muối ớt thì giòn ru, sao mà gia vị rất là vừa, cay cay ngọt ngọt thơm mùi mỡ hành. Biết làm món này rồi mới thấy nó tiện. Nửa đêm đói đói làm một đĩa còn nhanh hơn cả nấu mì luôn đấy. Ai mà nhiều topping cho vào nữa thì tuyệt vời. Mấy bà lưu về làm thành công quay lại đây tắc tui xem có đúng là ngon ngang ngửa ngoài quán không nhá. Mua ở đâu ấy? Mua cái gì? Tôi làm được cái ổ bánh mì của bà mua về. Thế thì mai em phải đi mua bánh mì nữa rồi. Em xin nhá. Đây là cái bánh phần lăng được làm từ bánh mì mà hot dần dần mấy ngày hôm nay. Nhưng mà chắc tôi cũng chỉ làm một lần duy nhất. Vì cái công thức bánh phần lăng tôi vẫn thường làm nó còn dễ mà ngon hơn nhiều. Đảm bảo vụng nhất cũng sẽ thành công từ lần đầu tiên mà không lo rõ. Mấy hôm nay thấy mọi người tác vô bánh nhiều quá mà cũng chưa tính làm. Đang có cái vụ làm bánh phần lăng bằng bánh mì ấy chị làm thử đi. Mà nhà mình vụng bánh mì. Mà con em tôi nó báo cỡ này chắc không làm không được. Nói chung là cái công thức làm bánh phần lăng từ bánh mì này cũng khá là dễ. Nguyên liệu thì chỉ cần một ổ bánh mì, 400ml sữa tươi, 150ml sữa bạc và 2 quả trứng gà. Mình cho hết tất cả nguyên liệu vào máy xay và xay nhuyễn lên. Về lý thuyết thì tôi thấy công thức này cũng khá là lấn cấn á. Vì làm bánh phần lăng thì sẽ hạn chế tạo bọt khí để bánh được bim. Mà dùng máy xay như này thì quá trời bọt khí luôn rồi. Nhưng mà thấy mọi người làm ai cũng thành công, chắc tới lượt tôi làm cũng không thất bại đâu ha. Sau khi đã xay nhuyễn tất cả mọi thứ thành cái hỗn hợp như trên hình thì mình làm hỗn hợp qua dây cho mịn rồi cho vào khuôn chứa caramel nhá. Khúc này thấy mấy cái bọt khí trên mặt bánh là cũng hơi dén nha. Thôi thì ngồi hớt hết mấy cái bọt khí này rồi mang hấp cho chắc. Mình sẽ dùng màng bọc thực phẩm bọc lại và hấp bánh ở lửa nhỏ trong khoảng 3-40 phút. Trong thời gian đó tôi sẽ hướng dẫn luôn mấy bà công thức bánh phần lăng mà tôi hay làm, mà tính ra nó còn làm dễ hơn cả công thức Duchen cơ. Không biết mấy bà thường làm bánh phần lăng trong công thức nào, nhưng riêng công thức của tôi để cả lòng trắng và lòng đỏ bánh cũng rất mịn và không hề bị tanh. Mấy bà chỉ cần lưu ý ở khúc này là khuấy bánh nhẹ nhàng theo một chiều để hạn chế bọt khí là ok luôn nhá. Với 3 quả trứng gà thì mình sẽ dùng 300ml sữa tươi và 5 muỗng sữa đặc. Khúc này thì mấy bà chỉ đun sữa hơi ấm để sữa tan hết thôi nha. Sau khi cho sữa và trứng thì mình cũng chỉ đảo đều thêm một chiều, và mấy cái khúc này thì cũng làm thật là nhẹ nhàng thôi. Mình sẽ lược bánh qua dây khoảng 1-2 lần cho mịn. Sau đó thì mình sẽ đi làm caramel nhá. Ở đây thì mình dùng 2 muỗng đường và 1 muỗng nước. Đến khi nào mà đường chuyển thành màu cánh gián thì mình cho vào đây vài giọt chanh và đổ ra khuôn. Đợi đến khi caramel đã nguội, mình cho nốt cái hỗn hợp trứng vào đây là xong. Đến khúc này mà vẫn còn em bọt khí nào lưu lại ở đây thì mình cũng vớt hết đi luôn. Tiếp đến là cũng mang bánh phần lăng đi hấp trong khoảng 40 phút nhá. 99% mấy bà làm bánh phần lăng bị dỗ là do không căn được nhiệt độ khi hấp. Mình không nên cho bánh vào từ đầu mà hãy đun sôi nước rồi hạ nhiệt đến khi nước lăn tăn như trên hình. Để nhiệt độ trong nồi ổn định thì mới bắt đầu hấp bánh. Làm như vậy thì sẽ được cái bánh hoàn hảo luôn. Giờ thì quay lại với cái bánh Duchen bằng bánh mì mà hồi nãy mình làm nhá. Nhìn bên ngoài thì nó không khác gì bánh phần lăng luôn. Trộm vía là hôm nay hấp cái bánh này cũng không bị dỗ miếng nào. Nhưng mà về kết cấu của cái bánh này nó sẽ đặc và hơi bột bột ấy. Mình cảm giác là nó sẽ gần giống bánh phần lăng và cũng gần giống bánh bông lan. Nó sẽ làm một cái tầm ở giữa hai cái bánh trên. Ăn thì cũng được nhưng mà để so sánh với bánh phần lăng thì cũng còn thua xa. Còn để làm một cái bánh phần lăng ngon thì ít nhất cũng phải được như này. Cốt bánh mềm mịn, rất là thơm mà không hề bị dỗ. Bà nào mà nghiền bánh phần lăng nhìn phát là biết uy tín ngay. Mấy bà lưu về làm thử đi, đảm bảo không ngon không lấy tiền. Để khách qua thì tôi sẽ nhờ con em tôi thẩm thử luôn nhá. Ngon. Đây là bánh mì thật hả chị? Không, mì này. Có phần ăn không chị? Ăn cái này không? Có, ăn đi. Thôi em ăn cái này.